Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo diễn ra gần 24 tiếng sau khi chiếc trực thăng mất tích trong hành trình tham quan vùng bờ biển Napali nổi tiếng của đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii. Lực lượng cứu hỏa Kauai đã phải tạm hoãn chiến dịch tìm kiếm trong chiều 27 tháng 12 theo giờ địa phương do điều kiện thời tiết nhiều sương mù và tầm nhìn kém. Chiến dịch sẽ được nối lại ngay trong sáng sớm 28 tháng 12 theo giờ địa phương. Dù mới chỉ tìm thấy các phần thi thể của 6 trên 7 người, nhưng cơ quan chức năng cũng cho biết không có dấu hiệu cho thấy có người sống sót trong vụ tai nạn này. Tuy nguyên nhân vụ tai nạn chưa được làm rõ, nhưng cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết địa điểm trực thăng rơi từng có lúc thời tiết rất xấu. Trực thăng cũng được cho là rơi ở vị trí rất sát với lộ trình bay được đề ra.